Rồi, như vậy chúng ta làm theo đề luôn. Bây giờ chúng ta sẽ có cây thư. Cây này là cây nhân sự rồi. Thì chúng ta sẽ tạo cây thư mục đi. Chúng ta tạo một cái thư mục ở đây, là thư mục công ty. Sau này các bạn đi làm thì các bạn tùy, các bạn sẽ tạo một thư mục làm sao đó mà các bạn có thể là quản lý được cái dữ liệu của mình. Như vậy thầy đang tạo trên ổ C, cái này là tạm thời thôi. Còn nếu như sau này các bạn đi làm thì các bạn sẽ phải tạo trên ổ đĩa khác, không phải ổ C, cũng không cùng ổ vật lý luôn. Nếu mà các bạn đi làm thì cố gắng là không cùng ổ vật lý. Trên này chúng ta chỉ tạo những thư mục cơ bản, ví dụ thư mục nhân sự, kế toán, kinh doanh. Trong kế toán tạo gì nào? Public. Kinh doanh cũng có public. Nhân sự cũng có. Và công ty cũng có. Như vậy chúng ta có 4 thư mục public. Rồi thư mục dành cho từng user thì chúng ta không tạo. Cái thứ hai là với cái thư mục của công ty chúng ta share ra. Share everyone at full control. Rồi, như vậy trong phần dữ liệu mình chỉ share duy nhất một thư mục này thôi, không share gì thêm. Tên máy để mình xem thử, đừng có chat giùm thầy coi. Computer name của mình là SRV1. Bây giờ mình sẽ tạo user. Rồi trong này các bạn sẽ tạo cho thầy một cái OU là công ty. Cái này cũng tùy các bạn nhé, không nhất thiết là phải tạo là công ty, mà chúng ta nên tạo những cái gì mà giống những cái mà chúng ta cần quản trị. Nhân sự. Kinh doanh.
kế toán. Rồi trong nhân sự chúng ta sẽ new user. User ở đây của nhân sự là Nguyễn Văn Hùng. Và các bạn nên đặt tên là NV Hùng. NV Hùng. Bắt buộc 123. Rồi, sau khi có cái này xong, chúng ta sẽ click chuột phải, chọn Property, Profile, Connect, ổ đĩa Z, thấy chưa? Không hỏi nữa nhé. Rồi ở đây chúng ta lấy đường dẫn để cho nó chính xác, xịt xịt SRV1, xịt công ty là chúng ta share lúc nãy, xịt nhân sự chúng ta lấy đến đây, đường dẫn chúng ta sẽ dùng là đến đây, copy và các bạn dán vào đây, xịt phần trăm username phần trăm, copy cái đường link này cho thầy, đường dẫn này cho thầy, apply, ok. Như vậy sau khi các bạn làm như thế thì các bạn xem trong cái nhân sự nó đã có cái NV Hùng, lúc nãy chúng ta không tạo mà bây giờ nó đã có rồi. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tạo user cho Trần Thị Nhỏ. TT nhỏ. Password 123 hoặc là các bạn nên copy cái user này ra thì nó có cái profile cho mình luôn. Copy Trần Thị Nhỏ. TT nhỏ. Password 123. Và lúc này bà nhỏ này nè, cái profile nó có luôn rồi. Đây. Cho nên là nó tự động nó tạo cái home folder luôn, mình không cần làm nữa. Được không? Rồi, bây giờ qua cái phòng ban khác cũng tương tự như vậy. Mình qua kinh doanh, à bên này mình tạo thêm cho thầy cái group nữa. New group. Là các bạn để cho thầy là group nhân sự. Trong cái group nhân sự này các bạn thêm vào Hùng nhỏ check name. Đầy đủ là NV Hùng. Check name có. Rồi TT nhỏ. Check name có. Thêm hai người này vào. Tương tự các bạn làm cho kinh doanh và kế toán. Bây giờ đến phân quyền. Ở đây cái thư mục NV Hùng bản thân nó tạo ra bằng cách là các bạn dùng home folder là nó đã security rồi. Nguyễn Văn Hùng full control. Everyone các bạn bỏ đi. Everyone các bạn bỏ đi. Bỏ bằng cách nào? Bỏ ngay công ty luôn đi. Bỏ ngay ở bên ngoài công ty luôn. Công ty. List folder được rồi. Link folder tức là nó đi lướt qua thôi. Rồi vào bên trong nhân sự. Không share nữa nhé. Everyone này chúng ta có thể xóa luôn cũng được, bởi vì chúng ta không cần đến. Edit thì bạn không thể xóa được, bởi vì ở đây nó không cho quyền bạn xóa. Bạn phải chọn event
Change permission. Chọn Add. Và lúc này everyone bạn mới có quyền remove. Như vậy trong phần NV Hùng hoặc là TT nhỏ đều không có everyone. Như vậy chúng ta đã làm xong cái phần gạch thứ nhất của câu số 6. Phần gạch thứ hai, mỗi phòng có một thư mục dùng chung. Các user trong phòng có quyền read, IT có quyền full. Như vậy mình đang thiếu một cái user gọi là IT. Các bạn tạo cho thầy một cái user gọi là IT. Rồi ông IT này tên gì người ta không có nói, thì mình để IT thôi. Đối với lại cái public này, chúng ta sẽ phân quyền cho nó bằng cách nào? Chúng ta sẽ add cho group nhân sự, G nhân sự được quyền gì? Được quyền read. G nhân sự được quyền read. Rồi add thêm một cái gì nữa? IT được quyền full. Đấy, như vậy là public của nhân sự chúng ta đã xong. Bây giờ public của công ty, chúng ta sẽ có là public của công ty thì thư mục dùng chung nhân viên có quyền full trừ quyền xóa, IT có quyền full, nhân viên bỏ kẹp everyone đi. Add vô group nhân sự, có mấy group thì add vô mấy group. Group nhân sự có quyền full, trừ cho thầy cái quyền xóa này ra. Trừ hai cái quyền xóa ra. Xong. IT có quyền gì nào? IT có quyền full. Rồi như vậy là chúng ta đã cấu hình cho đây là group nhân sự IT. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bên phần Win Client, chúng ta sẽ test. Chúng ta vào User. User là NV Hùng. NV Hùng Password 123. Cái domain này John cũ rồi, cho nên là phải John lại cái đã. Bạn phải cho nó về vượt group cái đã, rồi mình mới cho qua domain lại. Vì cái domain của thầy, thầy hay chạy qua chạy lại để thầy demo, cho nên là nó mất cái session đó.
Các bạn có ai mà son men không được không? NV Hùng 123. Bây giờ vào Win 7 này chúng ta sẽ kiểm tra cái gì? Thứ nhất là chúng ta xem là có ổ đĩa Z không. Nếu có thì có tạo được không, bởi vì ổ đĩa Z là nó full quyền. Cái thứ hai là nó có vào được thư mục public hay không, public của nhân sự cũng như là public của toàn công ty. Tại vì chúng ta chưa học đến một cái bài. Sau này thì chúng ta sẽ làm một cái dạng là file script, để khi mà user log on vào là tự động nó tạo thành độ ổ XYZ luôn. Nó tạo 3 ổ luôn, mình khỏi cần phải làm gì cả. Mở lên xem thấy ổ Z hay không. Có ổ Z. Cái thứ hai là mình sẽ vào được cái thư mục public của nhân sự hay không. SRV1 xịt công ty enter. Vào được kế toán không? Tại vì sao mình vào được kế toán? Tại sao mình vào được kinh doanh? Tại vì mình làm như vậy là còn dư chỗ này. Kế toán làm gì nào? Bỏ cái everyone giùm thầy đi. Hả? Remove cái everyone này đi. Nhớ nha, hôm sau mà thầy vô mà nhân sự mà vào được kế toán là bị trừ rồi nha. Rồi bỏ everyone đi. Bên này cũng thế. Rồi vô lại coi. Xịt xịt SRV1 xịt công ty. Không thấy gì nữa hết. Được chưa? Rồi, kể cả nhân sự mình cũng không thấy luôn. Bởi vì nó chỉ có list folder thôi, cho nên không thấy nhân sự đâu nha. Cho nên mình chỉ có thể gõ được nhân sự xịt public. À, vậy thì vào được. Nhân sự xịt public. Lúc này các bạn new folder không được, nhưng các bạn đọc thì được. Như vậy chúng ta qua cái server này, chúng ta tạo một cái thư mục trong cái nhân sự này thử coi. New test. Ok, qua đây. Đọc thì được. Được chưa? Mình muốn làm gì không được. Bây giờ mình ra công ty, mình ra thằng public. New folder được không? Được. Xóa folder thế nào? Không cho. Vậy là chúng ta đã làm xong. Được chưa? Đơn giản.